Đừng có diễn nữa. Cô diễn hay quá, diễn thật quá. Đến nỗi tôi muốn tát cho cô một cái, cô biết không? Má. Chị Xuôi à, chị nói gì kỳ cục vậy? Con dâu của chị vừa té cầu thang may mà nó còn giữ được tính mạng. Đứa con trong bụng mất đứa này thì còn đứa khác. Con tôi nó cũng biết đau vậy chứ đâu phải một mình chị xót cháu. Chị Xuôi ơi, chị Xuôi là chị Xuôi. Chị với con gái của chị diễn hay lắm, diễn thật lắm. Đến nỗi tôi không có biết được 3 tháng nay cái thai đó là thai giả. Chị nói gì kỳ vậy chị Xuôi? Cô Trang đã cho tôi biết hết tất cả mọi việc rồi. Tôi sẽ nói cho bà biết về sự thật. Chị Hà con dâu của bà, nếu như bà đưa tôi một khoản tiền. Nè, cô nói đi, bao nhiêu đầy đủ chưa? Cô nói đi, cô nói hết ra đi. Nói hết đi. Chị Hà thì bị vô sinh, còn tôi thì mang thai ngoài ý muốn. Cho nên bà Yến đưa tiền cho tôi để giữ lại đứa trẻ. Đủ 9 tháng 10 ngày thì bắt nó về để hợp thức hóa cái thai trong bụng của chị Hà. Kể từ bây giờ cô không còn là con dâu của tôi nữa, cô biết chưa? Má, má, tất cả là lỗi của con, không phải của Hà đâu má. Con nói cái gì vậy? Bác sĩ nói con bị vô sinh. Cái gì? Con không muốn má buồn, cho nên Hà bây giờ người mang thai hộ để sinh con cho má vui nữa má. Con vô sinh. Trời ơi. Má, má. Má, má ơi. Má, má. Hà ơi. Hà ơi, mở cửa cho anh đi Hà ơi. Hà, mở cửa đi em. Hà, mở cửa cho anh đi. Anh đi về đi. Em không mở đâu. Em không xứng đáng với anh đâu. Em đã lừa dối anh. Anh biết là em chịu nhiều áp lực rồi, nhưng mà anh cũng đã lừa dối em. Anh biết tất cả sự thật mà không nói cho em biết. Em làm ơn mở cửa cho anh đi Hà. Em sẽ không mở cửa cho anh đâu. Anh về đi. Nếu em không mở cửa, anh sẽ ở đây chờ em. Chờ khi nào em mở cửa thì thôi. Hà. Anh đã năn nỉ má rồi, má bớt giận rồi, về nhà với anh nha. Tại sao một người vợ như em mãi lại còn bao dung không oán hận? Anh quá tốt khiến em cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Tại sao anh lại nói là anh vô sinh trước mặt má mình, trong khi em mới là người vô sinh kia mà? Tại sao anh lại làm như vậy? Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Anh không quan tâm tới cảm xúc của em, anh vô tình đẩy em vào áp lực con cái. Anh biết là em yêu anh cho nên mới làm những chuyện như vậy. Em đừng làm như vậy nữa. Em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Anh cảm thấy có lỗi lắm. Về nhà với anh đi. Con cái không quan trọng đâu. Mình không có con á, vẫn sống vui vẻ hạnh phúc được mà. Nhiều cặp vợ chồng người ta không có con, người ta vẫn sống với nhau cả đời mà. Nếu mà em thích con nít á, mình xin con nuôi được mà. Nghe em. Hà, nghe mẹ đi con. Thằng Hưng nó là người chồng tốt, con đừng có dằn vặt nó như vậy nữa. Áp lực con cá thời gian qua đã khiến em quá mệt mỏi rồi. Em vô cảm với mọi thứ rồi. Anh về đi, cho em chút thời gian nữa không? Thôi được rồi, anh sẽ về. Anh sẽ chờ em quay trở về gia đình mình. Anh lúc nào cũng chờ em hết. Hãy
tự làm khổ mình, làm khổ chồng của mình vậy con? Mẹ biết là con còn thương chồng con lắm, nhưng tại sao con lại nỡ đối xử với nó như vậy? Mẹ, anh càng đối xử tốt với con thì con lại càng thấy có lỗi mẹ. Con thấy có lỗi lắm. Đó, bác thấy không? Con thiệt sự giận hết sức luôn khi biết là Hà lừa dối bác với lại anh Hưng như vậy á. Đây nè, đây là bình án của Hà mà cô hả, cô giấu lén lén lúc lúc ở công ty á, con vô tình nhìn thấy được chứ bộ. Mà bác biết không, con rất nhiều lần khuyên là Hà ơi, phải thành thật với chồng, với mẹ chồng đi, vậy mà cô không tin con á. Bây giờ con nói làm sao? Rốt cuộc là thằng Hưng nó bị vô sinh hay là con Hà bị vô sinh? Bác không hiểu gì hết vậy? Bác ghi rõ ràng mà, anh Hưng không hề bị vô sinh, chỉ có Hà thôi. Hà nói với con là chỉ có một mình cổ thôi. Mà thậm chí bao lâu nay là cô còn âm thầm nhờ con mua thuốc bắc uống để dễ đậu thai mà. Cái gì? Ngay cả cái chuyện này mà thằng Hưng nó cũng dối bác để bảo vệ vợ nó hả? Ôi trời ơi, bác không có ngờ nó vì vợ mà nó dám đối xử với bác như vậy đó. Con rất là bất mãn khi cái chuyện mà cả hai người họ lại bày ra nhiều trò để giấu bác. Con yên tâm đi, bác sẽ làm sáng tỏ vụ này, bác sẽ bắt thằng Hưng bỏ con Hà ngay lập tức. Con Hà đâu? Ủa chị Xui, có chuyện gì mà giờ này chị qua đây vậy? Tôi muốn biết con Hà đâu, tôi cần gặp con Hà. Cô ra đây. Tôi không ngờ cô đã xúi dục thằng Hưng tự nhận mình là vô sinh, để tôi không thể nào ngờ rằng người phụ nữ vô sinh ấy chính là cô. Chị Xui à, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Con của chị đó, nó ăn ở có đức quá, bây giờ nó mới như vậy đó chị. Chị Xui à, tôi không cho phép chị nói những lời cay nghiệt đó với con gái tôi đâu. Vậy chứ nó xúi dục thằng con trai của tôi tự nhận mình là vô sinh thì sao? Trời ơi, nó biết mà, nó biết là tôi chưa có cháu nội đích tôn, nó làm như vậy chẳng khác nào nó giết tôi hay sao? Má à, con không có má gì hết á. Cô không đáng để gọi tôi bằng má đâu. Thôi được, dù sao thì mọi chuyện cũng đã dở lỡ hết rồi. Phải, con là đứa vô sinh đó. Mày còn đã thuê người mang thai hộ rồi mang đứa con nó về gạt má, chuyện sinh con không thành. Con đã ép anh Hưng phải nói dối với má là anh vô sinh, nếu không thì con sẽ chết. Anh Hưng buộc phải làm như vậy. Trời ơi, uổng công tao đã dung dưỡng, đã thương mày. Không ngờ, trời ơi, tôi ăn ở vô phước quá để bây giờ gặp một con dâu trời đánh như thế này nè. Phải, ngay từ đầu con đã không yêu anh Hưng, cái con cần là tài sản của má kìa. Trời ơi, chỉ tiếc là con không thể nào sinh con được. Còn mọi chuyện sau đó má đã biết hết rồi, con không cần phải nói lại nữa. Mày, má hãy về nói với con trai của má, đừng muốn mũi trước sự lừa dối của tôi nữa. Nếu không khi lòng tham trỗi dậy, tôi không biết là tôi sẽ làm gì má nữa đâu. Mày đúng là một con rắn độc. Trời ơi, mẹ nào con đấy, khốn nạn lắm đó. Trời ơi, con ơi, đứng lên đi con. Con à, đã không thành vợ thành chồng với nhau thì thôi, đâu nhất thiết cũng phải tự hạ nhục mình như vậy chứ. Cho dù là giận dữ như thế nào cũng không thể nào nói với má chồng mình như vậy. Cho dù đau lòng như thế nào cũng không thể nào phát ra những cái lời mà nó cay nghiệt như vậy đối với con gái. Thiệt tình, khi mà Hà như vậy á, em không biết phải khuyên như thế nào hết. Hòa, em giúp anh khuyên Hà giùm đi. Anh biết giai đoạn này á, tâm lý cổ không ổn định, cho nên không kiểm soát được lời nói của mình, cho nên có những hành động như vậy. Anh sao vậy? Hà đã nói tất cả những mục đích xấu xa của cổ khi đến với anh rồi, tại sao anh vẫn tin và vẫn yêu hả? Anh nghĩ em là bạn thân của Hà bao nhiêu năm nay, em phải hiểu Hà hơn ai hết chứ.
Nếu Hà không phải người như vậy thì tại sao cô ấy lại thốt lên những lời như thế, đúng không? Anh ơi, thật sự bây giờ em cảm thấy là em thương anh, em thương bác gái nhiều hơn á. Em thương anh bởi vì anh đã yêu quá mù quáng, để cho vợ mình lừa gạt hết lần này tới lần khác mà anh vẫn cứ tin. Anh tin Hà, anh tin Hà không phải là người như vậy. Bao nhiêu năm sống chung á, anh là người hiểu Hà ngay hết mà. Vậy thì bây giờ anh hãy dùng lòng tin và tình yêu của mình để đi nói chuyện với cô ấy đi. Hả? Em có gì không tốt để anh chọn Hà mà không phải là em? Anh thừa biết là trước đây em đã yêu anh trước khi anh đã ngỏ lời với Hà mà, đúng không? Nhưng mà em vẫn phải chấp nhận để hai người hạnh phúc bên nhau. Anh biết em là cô gái tốt, anh cảm ơn. Cái gì? Thằng Hưng nó nhờ con nói chuyện với con Hà hả? Trời ơi, thằng này nó bị mù mê thuốc lú rồi. Tại sao bác đã cho nó biết về chuyện của con Hà mà nó vẫn còn yêu thương vợ mình như vậy là sao vậy hả con? Nói cho bác biết coi. Bác, con nghĩ là bây giờ bác phải hành động đi. Bác phải tìm mọi cách, phải ép anh Hưng không được gặp Hà nữa. Hoa ơi bác, bác cảm ơn con nhiều lắm. Không có con là bác không biết làm sao mà đối phó với một đứa con dâu mà ngổ ngực với cái con Hà này. Bác ơi, đây đây. Bác, đưa đây cho bác. Đưa đây, con xin cho bác. Đưa đây cho bác. Đưa đây cho bác. Đưa đây cho bác. Bác ơi, để bác chết đi. Bác, bác từ từ có chuyện gì vậy? Thôi, để cho má chết đi. Để cho má chết đi rồi con tự do đưa con Hà gì đây hả? Trời ơi, tại sao? Bác đừng thuốc tự tử đi nè. Cãi thôi mà, má. Đây đưa đây. Đưa đây cho má. Má bình tĩnh đi, nghe nói có gì vậy má? Ông ơi, tôi xin ông bình tĩnh đi má. Lỗi ông ơi, tôi xuống dưới tôi tạ lỗi không ông, tôi đi theo ông. Má, nhìn dù có một thằng con trai mà nó cãi lời tôi rồi có nghe lời vợ đâu đang. Má, anh được lời tao với bác nghe. Má, hứa với bác đi anh. Được rồi má, con nghe lời má mà. Con hứa con nghe lời má mà. Má, con nghe lời của má mà. Má bình tĩnh đi. Má đừng làm con sợ mà. Con hứa với má, con hứa với má mà. Đã lấy hết những gì còn sót lại của mình chưa? Đáng lý ra tôi không muốn gặp mặt cô đâu, nhưng mà tôi cũng kêu cô qua đây để tận mắt chứng kiến cô ký vô đơn ly hôn ba mặt một lời. Từ đây trở về sau cô đừng bao giờ dở những cái chiêu trò gì thủ đoạn gì để hại con trai tôi nữa, cô biết chưa? Bác ơi, bác bình tĩnh lại đi bác. Có gì mình từ từ mình nói, chứ bây giờ không có anh Hưng ở nhà mà. Má, má, con hứa sẽ nghe lời của má mà. Má kêu Hà tới chi vậy má? Em về bên trước đi, đồ đạc á, để anh mang qua sau cho. Tại vì con hứa với má, cho nên má mới kêu nó qua đây để cho nó biết hết tất cả những gì con đã hứa, để về sau này hai đứa không làm trái với con má. Má, thật sự con còn yêu Hà nhiều lắm. Má đừng vì chuyện con cái mà bắt tụi con ly hôn mà. Chúng ta có thể ngồi lại với nhau mà. Bây giờ y học hiện đại lắm, chuyện của con không có khó đâu má. Cha cha, con tưởng nó yêu con lắm hả? Nó yêu cái tài sản của má đó, con biết không? Yêu tài sản không yêu con đâu, con mơ hồ lắm. Con ký rồi đó. Trước mặt anh Hưng, con không muốn nhắc lại những gì mà con đã nói với má. Con cũng mệt rồi, kết thúc thôi. Hà, Hà, nghe anh nói đi. Anh biết là trong lòng em không có nghĩ như vậy. Muốn tốt cho anh, em mới làm như vậy đúng không? Má, má nói là sau khi tôi ký đơn ly hôn, tờ giấy này được đưa lên tòa, má sẽ chuyển cho tôi cái gì má nhớ không má? Má nhớ chuyển cho tôi đó. Nếu không, tôi sẽ còn tới đây nữa. Tôi sẽ đòi. Tới khi nào má trả hết cho tôi thì thôi. Hà, Hà,
Đó, con thấy chưa? Con thấy nó kêu con không? Nó vì cái tài sản thôi. Nó vì cái tài sản, con thấy không? Nó làm cho bác vậy từ tiệm tô không có cháu đi nói giỏi. Rồi bây giờ nó đòi chia tài sản. Ly hôn bằng cách là lấy cái căn nhà ở trong thành phố, con thấy chưa? Trời ơi, bác biết hết mà nó vì tài sản. Hơn nữa nó đẻ không được, nó đi bác có tài sản, nó nhắm vô cái tài sản, nó chứ không hiểu được con. Trời ơi, con không nhìn thấy được gì hết. Anh Hưng, nếu như mà không phải tận mắt em nhìn thấy, tận tai em nghe, thì có lẽ là không bao giờ em tin bản thân của mình lại cư xử như vậy cả. Thôi đi con, không có con vợ này, má sẽ cưới cho con vợ khác nó tốt hơn nhiều lần. Trời đất ơi, cái thằng này. Bác, bác bình tĩnh đi. Con nghĩ là qua cái chuyện vừa rồi, anh Hưng sẽ suy nghĩ lại. Không được, bác phải lên nói chuyện với nó cho ra lẽ trắng đen mới được. Không có để tình trạng này xảy ra hoài đâu. Rồi tất cả tài sản của nhà này sẽ thuộc về mẹ con mình trong nay mai thôi. Không có hạnh phúc nào là không phải giành giật, tranh cướp. Mẹ dù có phải làm gì thì cũng sẽ cướp về cho con những điều tốt đẹp nhất. Ôi, còn suy nghĩ cái gì nữa? Chẳng phải là trước kia anh Hưng đã từng ghen tuông chuyện hại danh cái hay sao? Làm tới luôn đi. Mình là đàn ông, có làm thì có chịu. Hơn nữa, hôm qua nó rất tốt,